21 giờ ngày 20 tháng 6 tại tổ 23 phường Hòa Hải quận Ngũ Hà Sơn, đồn biên phòng non nước phối hợp với đội đặc nhiệm phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trần Khánh Huy, sinh năm 1987, trú nhà D14, đường An Thượng 34, phường Mỹ An, quận Hòa Hải Sơn, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ tại chỗ gồm một gói ma túy tổng hợp dạng ketamine khoảng 2 gram. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng thành phố thu giữ thêm 49 viên thuốc lắc, hai gói ma túy ketamin, một cân điện tử, tổng trọng lượng khoảng 50 gram. Vụ việc đang được cơ quan chức năng bộ đội biên phòng thành phố mở rộng điều tra làm rõ.